sau đó họ dễ dàng bình tâm trở lại. Ở Nhật hay Hàn Quốc có những phòng để nhân viên xả giận, đấm vào hình nộm có dán mặt sếp chẳng hạn. Phương pháp xả giận như vậy có được xem là tạo nghiệp bất thiện không? Và những người có xu hướng này có thể rèn luyện theo cách nào tốt hơn không? Âm thanh chưa rõ hả? Quý vị nghe như thế nào? Những vị còn lại nghe như thế nào? Thầy sẽ tiếp tục ha, trong khi chờ phản hồi của những vị khác. Thưa với quý vị đó, đầu tiên á là cái chuyện mà mình xả giận bằng cách trút cái cơn giận. Âm thanh hơi nhỏ. Để cái volume sẽ không có chỉnh gì hết. Cái volume sẽ không có chỉnh gì hết. Cho nên quý vị dù bấm lớn lên giùm sư chứ giờ thì không có cách nào để cho nó lớn hơn nữa. Cái chuyện mà chúng ta xả giận á, nó giống như là mình uống thuốc độc giải khát vậy. Xin hỏi quý vị nha, khi mình xả giận dù cho đó chỉ là cái việc mình đấm vào một cái gì đó, chẳng hạn như một cái hình nộm đi, thì chúng ta đấm nó bằng cái tâm gì? Bằng tâm từ phải không? Hình như không mà. Bằng tâm bi hả? Hay là tâm hỷ? Hoặc là tâm xả? Hình như không có. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đấm, chúng ta xả giận bằng tâm sân. Mà xin nhắc đi nhắc lại hoài cái câu pháp cú: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo. Có nghĩa là khi mình có cái hành động đó, mà hành động đó xuất phát từ tâm sân, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái nghiệp bất thiện. Đó là điều chắc chắn rồi. Quý vị nói làm sư nhớ đến bốn loại rắn ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đó là gì? Thứ nhất là cái con rắn, bốn bốn loại rắn độc. Một là loại nọc độc, nó chạy chậm nhưng mà nó chết người. Rồi cái hai là nọc độc chạy chậm nhưng mà nó không chết người. Cái thứ ba đó, nọc độc chạy nhanh và nó cũng chết người. Và thứ tư á, là nọc độc chạy nhanh nhưng mà nó không chết người. Nó tương ứng với những người như thế nào? Một á, là cái người dễ giận nhưng mà mau hết. Bốn loại người á, cái người dễ giận nhưng mà mau hết. Cái thứ hai á, người dễ giận nhưng mà lâu hết. Rồi cái người khó giận mà mau hết. Khó giận mà mỗi lần giận rồi á, là mau hết. Rồi cái người khó giận nhưng mà mỗi lần giận á, thì nó lâu hết. Cái chuyện mà giận nhanh hay là giận mau á, thì nó tương ứng với cái chuyện nọc nọc độc chạy nhanh hay chạy chậm. Còn cái chuyện mà độc tính nó mạnh hay không á, nó liên quan đến cái chuyện làm chết người hay không, là mau hết hay lâu hết. Thì có những loại người đó, họ mau giận nhưng mà họ mau hết. Thì nó cũng vậy thôi. Cái vấn đề là chúng ta phải biết cách giải quyết nó, chứ không phải là mình xả nó ra ngoài, mình bung nó ra ngoài bằng một cái cách chúng ta gọi là trút giận rồi chúng ta nghĩ là nó hết, thì không có đâu. Mà bây giờ mình phải rèn luyện nó như thế nào? Từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy. Tức là gì?
Mình phải tập làm người có từ tâm, mình tập làm người hiền. Thì khi mình tập như vậy đó, từ từ á, cái tâm mình á, nó sẽ bớt lại. Hồi xưa sư cũng giận dữ lắm á, cũng hay nóng lắm. Quý vị biết là cái người mà có một chút xíu trí á, thì họ rất là dễ nóng. Tại vì họ muốn ai cũng giống như mình á, mà người ta không giống như mình là rất dễ sân. Thành ra hồi xưa sư cũng nóng lắm á. Mà ai học đạo với sư cũng chắc cảm giác sư cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà khi đi tu thì một trong những chuyện ông thầy tu phải tập đó là gì? Phải có từ tâm. Thành ra đó, quý vị thấy là sư khó thì sư khó, nhưng mà từ tâm thì vẫn phải có à. Nó sẽ bớt rất là nhiều nha. Bớt rất là nhiều. Thành ra đó, phải thực hành từ tâm, kham nhẫn, và ráng để cho mình trở thành một người hiền. Những cái phương pháp tu tập sư đã có đưa lên trên cái kinh của sư rồi, tìm kiếm và theo dõi ha. Cái cách mà xả cơn giận á là cái nhất thời đó. Quý vị biết á, ở trong Tương Ưng Tăng Chi á, trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật khi mà cái vị Phạm Thiên á, vị chư thiên hỏi Đức Phật giết cái gì cực lạc, giết cái gì không sầu á, thì Đức Phật mình nói là sát phiền não không sầu, sát phiền não cực lạc. Ở đây mình không có ví dụ như á, cái người thế gian á, họ làm cái đó thì họ làm, nhưng mà nó giải quyết nhất thời, giống như sinh tệ đó là khác mà đi uống nước muối, uống nước biển. Cái người đi thuyền ngoài biển họ bị lạc, họ đâu dám uống nước muối đâu, bị uống vô là nó giải được cái chút xíu à, nó hết khác chút xíu, nhưng mà sau đó nó khác còn dữ hơn. Thì cái người mà nếu mà là theo cái phương pháp này á, thì mai mốt họ bực mình lên nữa là họ đi vô đó nữa, họ kiếm cái hình tượng của ship của người họ ghét, họ bực họ đấm vô vậy. Nhưng mà quý vị biết cái này nó nguy hiểm là sao? Cái giải quyết được nhất thời quý vị, nhưng mà nó để lại cái hậu quả ngầm, cái tâm sân. Tâm sân mình tối ngày mình luôn tập cái tâm sân. Ở đấy á, Đức Phật như vậy mình xả, chứ không phải là Đức Phật xả cái kiểu bằng thân cái đó, mà Phật xả xả cái tâm. Mình làm như vậy á, nó để lại cái hậu quả rất là tiêu cực. Vì sao? Vì mai mốt mà có chuyện gì là mình cứ vô đó. Mình vô đó mình xưa đó, hồi xưa chúng tôi còn chưa có tu á, lúc nhỏ nhỏ đó, bực cái chuyện gì cái đi ra giường chuối nhóc đấm vô mấy cái chuối, đấm với cái tay tôi u luôn nè quý vị, thấy cái ngón tay nó u nè, u cái chỗ này nó đâu có hết, đâu có hết. Sao cái chuyện mà mình học Phật giáo đó là mình phải giải quyết cái tâm sân, đó là không sợ phiền não, chỉ sợ không biết cách xử lý phiền não. Mình học Phật pháp, mình có trí tuệ để mình biết được phiền não và mình giải quyết phiền não. Giống như mình đi đường mà mình nửa đêm á, mình thấy cái tàu lá chuối hay tàu lá dừa nó treo, cái mình tưởng ma, mình sợ. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại, mình thấy sáng ngày mai đi ngang mình thấy ủa cái tàu lá chuối hay là tàu lá dừa, tự nhiên cái mình hết sợ mà. Khi mình dùng phiền não vậy, khi mình thấy nó rồi, mình biết nó rồi, mình hiểu nó rồi, nó có là gì hết. Mà não rất là những người não ngủ ngầm nó rất là phức tạp. Mà thứ hai nữa đó quý vị, cái này của Nhật của Hàn, ví dụ quý vị nó trình bày chúng tôi một cái thông tin nào đó, cái cách để mà chút giận xả tâm sân á, dùng xả tâm sân, mà quý vị nói là cái này từ bà ao hay là từ một cái ngôi chùa uy tín hay là từ một cái đất nước quốc giáo, thì chúng tôi còn mình còn coi lại, mình còn còn Nhật Bản, Hàn Quốc, người ta đâu phải quốc giáo đâu, có những cái người ta làm đâu, đâu có đúng theo tinh thần của đạo Phật, tinh thần của Phật pháp của Đức Phật. Nên cái phương pháp này nó quý vị đừng có nên dùng, không tốt. Còn á, mình xả cái giận nhất thời lúc đó, nó đúng đúng thật là đó, sư cũng sử dụng cái này. Nhỏ chưa đi tu, lúc còn nhỏ mười mấy tuổi, tắm với mấy cái chú gãy á,
thì nó không có giúp mình là hết thân, mà nó lúc mình càng càng hận cái người mình ghét hơn, càng hận cái người mình ghét hơn. Vì thử đi, mà đừng có thử vì hỏi cái người nào mà từng làm cái này nè, vì giận á, vì đập chét đập đồ, vì đập đồ Nó nâng cấp rồi. nó nâng cấp lên, nó mới vì đập cái đồ còn dữ hơn nữa nó mới đã. Cho nên không có đúng, đừng nên học cái này. Tôi nói rồi á, bữa hổm sẽ có nói một cái điều là có những cái cách nó nhìn bình thường á thì tự nhiên nó một hai cái nó có hiệu quả. Ví dụ bữa hổm có ví dụ quý vị một cái trường hợp là khi mà ai nói gì ai chửi mình coi như chó sủa chim kêu đó, bữa hổm có nói rồi đó. Một cách nó có thể nó hiệu quả nhất thời thôi, nhưng mà không đúng anh thần Phật giáo, thần mình bị xả tâm sân á. Nó có hai loại, có hai trường hợp. Một là cái gì thiền, cái gì thiền tập để bị thấy cái tâm sân. Hai là cái trình độ Phật pháp, cái trí tuệ bị nó cao, mình hiểu được những cái vấn đề ở trong đây, ở trong nội tâm mình, cho nên đụng chuyện mình không có sân hoặc mình ít sân. Và vấn đề ở đây tôi muốn nói nữa là cái vị xả, nhiều người nói á, con xả mà sao lần nào đụng chuyện là con xả mà sao lần sau con vẫn sân. Bây giờ quý vị nhớ một điều, mình xả mà sao lần lần thứ nhất, nếu ví dụ lần đầu đi, lần đầu mình bực lên cái mình ai nói động mình gì đó cái mình bực lên, cái mình xong xong chuyện qua chuyện, cái mình tưởng mình xả, nhưng mà thật chất nó ghi nhận là lần thứ nhất, tới lần nữa rõ ràng là trong tâm mình nó ghi nhận đây là lần thứ hai. Nếu bị đè xả hoàn toàn thì lần nào cũng là lần thứ nhất chứ không phải lần thứ hai, lần thứ ba. Giống như tôi bỏ qua cho bà bao nhiêu lần rồi mà sao lần này lần thứ mấy rồi. Giống như chồng mình ngoại tình thì cái mình bỏ, mình lần này mình thứ tha, cái lần nữa thì nó ngoại tình, lần nữa thì lần này lần thứ hai rồi, lần này thứ hai là mình không có xả, tại hôm qua mình tưởng mình xả thôi. Bỏ qua trong mấy lần rồi mà tại sao lần này ông vẫn làm vậy nữa? Đó. Thì chẳng qua là mình lộn, nó tưởng làm là mình đã xả, nhưng thực chất nó ghi ở trong tâm á, nó ghim ở trong, cái tưởng nó ghim ở trong, cho nên mình lộn. Cái vấn đề này cũng vậy, mỗi lần mình lại mình đắm vô cái hình nộm thì mình xong rồi mình tưởng mình xả, thực chất nó không có xả. Cái chuyện mà mình uống thuốc á, nó cũng có cái tình trạng là lờn thuốc. Chỉ có thiện pháp á, là không bao giờ lờn thôi, chứ còn các cái pháp bất thiện á, nó sẽ càng lúc càng cần cái thứ nặng đô hơn. Chứ nó khỏe mình đắm gì nó khỏe, nhưng mà mình phải buông ra nó mệt không, Bắt đầu á, thấy không, mình buông ra nó mệt không, đau tay đau chân nữa. ban đầu á mình đấm á, đấm vô cái hình nộm á, mình thỏa mãn. Nhưng mà lâu dần á, nó sẽ đến một lúc đấm hình nộm nó không thỏa Đắm mãn người nữa, thiệt phải đấm á. người thiệt. Đó. Cho nên á, là cái gì nó cũng vậy nha. Nhất là các cái pháp ác bất thiện á, càng nếu như mình càng huân tập nó càng lúc nó càng nâng cấp á nha. Cho nên sẽ cảnh báo trước.